Thầy trò chúng ta tiếp tục làm quen với bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, thầy ghi min max cho nó ngắn, của các cái bài toán liên quan đến lượng giác. Đây là cái phần chương trình lớp 11 mới của các em. Thì ví dụ như là cái bài số 1, người ta bắt tìm min max chính là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức P bằng 2 cộng 4 sin x. Và bài thứ hai là tìm min max chính là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của P bằng sin x cộng cos x. Thế cái phần này thì các em có thể là một số bạn đã vận dụng được. Thế thì khi đụng chạm đến những bài toán liên quan đến lượng giác, đặc biệt là sin cos, thì chúng ta phải quan tâm kỹ đến điều kiện của sin cos và giá trị min max của sin cos. Thì các em đã sử dụng đường tròn đơn vị khá là tốt rồi. Bây giờ thầy chỉ minh họa lại một chút thôi. Đường tròn đơn vị thì các em biết rằng là đường tròn có đường tròn lượng giác là đường tròn có bán kính bằng 1. Đây là góc x. Đây là trục cos. Trên này là trục sin. Đó. Thì một cái góc x nào đó thì chúng ta luôn luôn có một cái công thức là sin bình x cộng cos bình x. Thầy đã nói nhiều lần bằng 1 vì lý do là xét tam giác vuông. Thì theo định lý Pythagore ta có đoạn này bình phương cộng đoạn này bình phương bằng cạnh huyền bình phương. Mà cạnh huyền bình phương do cạnh huyền bằng 1 cho nên cạnh huyền bình phương cũng bằng 1. Nó sẽ xảy ra với mọi góc x. Và từ cái góc này thì các em chú ý là sin nó chạy từ âm 1 đến 1. Cos cũng chạy từ âm 1 đến 1. Cho nên trong trường hợp này ta nhớ cho thầy một tính chất cơ bản và quan trọng, đó chính là sin x cos x đều lớn bằng trừ 1 và bé bằng 1. Đây là trường hợp mà người ta không cho chúng ta điều kiện của góc x. Còn có những bài toán người ta cho điều kiện của góc x thì các em phải sử dụng đường tròn lượng giác cho thật tốt. Nói chung là muốn làm những bài toán lượng giác tốt, chắc, đặc biệt các em ứng dụng cho cái phần vật lý lớp 11 theo chương trình mới, ở phần cơ, dao động, thì các em phải hiểu được cái bản chất của đường tròn lượng giác để các em dùng cho nó dễ và hiểu sâu, nhớ lâu. Trong cái trường hợp này thì khi mà các em ứng dụng thế này thì chúng ta sẽ giải bài toán cực kỳ đơn giản, đúng không các em? Bài 1 đi. Chúng ta có P bằng 2 cộng 4 sin x. Thì do sin x lớn bằng trừ 1, bé bằng 1, cho nên 4 sin x lớn bằng trừ 4 và bé bằng 4. Cái này thì ai cũng nắm được bản chất rồi. Vậy thì P sẽ bằng 2 là một hằng số cố định rồi, 2 cộng 4 sin x chắc chắn lớn bằng 2 cộng 4 2 cộng với là gì đây? Trừ 4 nhân 1 và bén bằng 2 cộng với 4. Nói cách khác là P lớn bằng 2 trừ 4 là trừ 2 và bé hơn bằng 2 cộng 4 là 6. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được là P min sẽ bằng trừ 2 và P max sẽ bằng 6. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần đi xét cái min max của sin x. Vì đây hàm dấu cộng nó làm đồng biến khi sin tăng thì P sẽ tăng, khi sin giảm thì P sẽ giảm. Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất khi sin x nhỏ nhất, P đạt giá trị lớn nhất khi sin x lớn nhất, và giá trị nhỏ nhất của sin x là bằng trừ 1. Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất khi bằng P bằng 2 cộng trừ 4, và P đạt giá trị lớn nhất khi sin x lớn nhất bằng 1, và P sẽ bằng 2 cộng 4 bằng 6. Thì đấy là bài toán thứ nhất. Đến cái bài toán thứ hai thì các em chú ý đây là một cái bài toán khá là hay, các em có thể sử dụng rất nhiều